Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khả Nam ơi. Và trong thời gian này thì Khả đang solo của cao thủ Tăng Chuẩn Môn tháng 4, Thí Yên Tăng Chuẩn Môn cho anh em xem. Đó, một trong những cao thủ AC, cũng là một bên bên văn hội AC. Họ sở hữu cho mình những cái top Tăng Chuẩn Môn này nó khá chất anh em ơi. Và cũng như anh em biết là sau khi sở hữu Tăng Chuẩn Môn thì sẽ được một cái đao chống phá nữa, và một với một cái ấn tín kỹ năng 9x một cấp. Đó. Và anh em cùng xem sơ đồ set đồ này như thế nào nha, cao thủ sau nha. Sau đang sở hữu mình một set nhu tình. Đó, 40. Anh nhu tình một cấp, nhẫn nội công 24, một ngọc bội 22, một con ngựa vòng sáng chứng mã phi dân, 500 máu 1000 thể lực và vòng sáng. Anh thấy vòng sáng khá đẹp anh em ạ, anh thấy vòng sáng xanh xanh không, khá chắc luôn. Và con ngựa này được sự bảo hộ từ Adder là 5 triệu nha, nếu như không chơi nữa thì có thể bán ngược lại cho Adder, Adder sẽ thu hồi là 5 triệu nha anh em. Đó. Đang sở hữu mình một cái nón 11 phòng thủ của Lý, 40 chậm sinh lực lực, và một bao tay kháng lôi 30, và một đai lưng kháng băng 25-40, một cái nhẫn kháng lôi 28 sinh lực, và một đôi giày kháng lôi 27. Tính ra thì lượng kháng lôi thì được 3 món kháng lôi và một đai lưng kháng băng, một món thủ của Lý làm chậm. Có cho mình là 85 trọng từ dây chiền và nón, một cái đao chống phái tóc 30 xương 35 và 80% và kháng hộ 25, banh sắc nội công 200, có thể đi hai đường. Đó. Này thì lượng làm chón không có, nói chung tầm này Thí Yên tăng hình cứ phập cái chất mạng này, không cần phải làm chón luôn này mà, có thể fit được giỏ đan luôn nè, không phải đùa này mà, đánh tông kim cũng auto top luôn đó nè. Rồi thì anh này đang sử dụng mình một cái kháng cảnh 5, một cái 9x này, một skin 9x này. Anh này nếu mà có phi phong kỹ năng một cấp thì cũng có thể lên cho mình 5 kỹ năng, cũng có 5 kỹ năng 9x nè. Một kỹ năng từ áo này, một kỹ năng từ phi phong kỹ năng, và một kỹ năng từ cái ấn cổ Tăng Chuẩn Môn, ấn tín Tăng Chuẩn Môn. Kèm với càng không trên đầu thì được 25 điểm 9x. Đó, skin 9x được lên 25, quá khỏe. Rồi, anh em xem video thì đừng quên đó lại cho cao thủ sầu Tăng Chuẩn Môn Thiên của tháng 4 này một like, sẽ hỗ trợ cho anh em ơi. Cảm ơn em rất nhiều.